chào các bạn. Các chương trình khuyến mãi giảm giá không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh hiện nay. Với website BigWeb, bạn có thể tạo và thực hiện các chương trình đó dễ dàng. Ở video này, BigWeb sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm mới và thực hiện một chương trình khuyến mãi. Ở menu bên trái, bạn click vào khuyến mãi. Bạn chọn thêm khuyến mãi. Tại đây, bạn có thể tự ghi mã khuyến mãi hoặc nhờ hệ thống tạo mã bằng cách click vào tạo mã tự động. Mặc định là không giới hạn số lần sử dụng của mã. Bạn bỏ tích lựa chọn này và nhập số lần sử dụng của mã. Loại khuyến mãi, bạn có thể chọn một trong 3 loại khuyến mãi, đó là giảm giá theo tiền mặt, giảm giá theo phần trăm hoặc miễn phí vận chuyển. Khuyến mãi sẽ được áp dụng cho tất cả các đơn hàng hoặc áp dụng cho đơn hàng có giá trị từ bao nhiêu tiền trở lên, ví dụ giảm 20% cho đơn hàng có giá trị từ 500.000 trở lên. Áp dụng cho danh mục sản phẩm, bạn lựa chọn danh mục sản phẩm áp dụng cho khuyến mại này. Áp dụng cho sản phẩm, bạn tìm kiếm sản phẩm và lựa chọn. Ví dụ bạn muốn áp dụng cho sản phẩm trà hoa cúc, bạn gõ tên sản phẩm tại mục tìm kiếm. Hệ thống sẽ hiển thị sản phẩm cần áp dụng chương trình khuyến mãi để bạn lựa chọn. Khi áp dụng khuyến mãi cho sản phẩm mà giảm giá theo tiền mặt, bạn sẽ có thêm lựa chọn áp dụng mã khuyến mại cho một sản phẩm trên một đơn hàng hoặc cho từng mặt hàng trên giỏ hàng. Tiếp theo, bạn sẽ chọn thời gian áp dụng khuyến mãi, bao gồm ngày bắt đầu khuyến mãi và bỏ tích lựa chọn không bao giờ hết hạn để chọn ngày hết hạn cho khuyến mãi. Nếu bạn muốn áp dụng chương trình này mãi mãi, thì bạn giữ nguyên tích lựa chọn không bao giờ hết hạn. Sau khi cấu hình xong, bạn click chọn lưu để hoàn tất việc tạo chương trình khuyến mãi. Quay trở lại trang khuyến mãi, bạn có thể ngừng hoặc xóa chương trình khuyến mãi, hoặc chọn nhiều chương trình khuyến mãi cùng một lúc để thao tác ngừng hoặc xóa khuyến mãi. Chương trình khuyến mãi đang ngừng sử dụng, bạn cũng có thể thao tác cho sử dụng lại bằng cách click vào sử dụng. Khi khách hàng đủ điều kiện nhận khuyến mãi, đặt hàng trên web thì sẽ được giảm giá. Chúng ta cùng thao tác đặt hàng với mã khuyến mãi 001. Đây là chương trình giảm giá 10% cho đơn hàng có giá trị từ 100.000 trở lên. Quay ra trang chủ website, bạn chọn sản phẩm và cho vào giỏ hàng. Sau đó bạn tiến hành đặt hàng và thanh toán. Bạn ghi các thông tin đặt hàng bao gồm thông tin người mua hàng và thông tin người nhận hàng. Sau đó bạn nhập mã giảm giá và ấn áp dụng. Bạn sẽ thấy đơn hàng được giảm 10%. Trên đây là toàn bộ video hướng dẫn thêm mới khuyến mãi. Mọi thông tin liên hệ các bạn có thể gửi đến cổng trợ giúp support.biweb.vn hoặc tổng đài 1900-6750 để được hỗ trợ. Chúc các bạn thực hiện thành công và có những trải nghiệm thú vị cùng Biweb. Xin chào và hẹn gặp lại!